nạn nhân là ông Diêu, người quận Cao Bình, đô thị Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông Diêu năm nay đã ngoài 40 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty logistics. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông này chưa từng yêu quý hẹn hò bất cứ ai, đồng thời rất mong muốn tìm kiếm một người bạn đời. Nạn nhân được hàng buôn bán thanh lịch giới thiệu người yêu. Hôm đó, khi vừa đi làm về, một người hàng buôn bán liền chạy thanh lịch ngỏ ý giới thiệu em gái cho ông làm quen. Cả nửa đời người chưa từng hẹn hò, ông Diêu nghe nói thì vui vẻ khôn xiết, lập tức đưa số laptop và tài khoản cho chị này. Qua vài ngày thì có laptop gọi đến, là em gái của hàng buôn bán giới thiệu. Cô tự xưng mình tên Dư Lệ Quân, 28 tuổi, người tỉnh Quảng Tây, hiện đang giữ chức giám đốc trong một khu chợ tại tỉnh Giang Tô. Từ sau, hai người tầm thường xuyên gọi điện, chat, tình cảm cũng theo đó đi lên, rất nhanh cả hai xác nhận quan hệ. Chị Dư tầm thường xuyên chia sẻ, gia đình mình hoàn cảnh, bố thì mất đã mấy năm nay, trong nhà còn có một em trai và một em gái, mẹ thì bị bệnh dạ dày. Mọi phung phí trong gia đình đều dựa vào một mình cô gánh vác. Nghe đến đây, ông Diêu mũi lòng nghĩ mình phải có trách nhiệm để mắc cô gái này. Để lấy lòng ông Diêu, cô ta gửi cho ông vài bức ảnh, trong hình là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, giọng nói cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp khiến ông Diêu càng không thể bắt lòng. Chân dung con người yêu hàng buôn bán. Với mong muốn gấp rút được bắt gặp người yêu, ông Diêu chủ động gửi cho cô ta 1.800 gần 6 triệu đồng, cho cô làm lộ phí với ý mong cô đến chỗ ông. Nhưng cô cứ trì hoãn với lý do công việc để từ chối. Ông Diêu sau đó còn bỏ ra cả tháng lương mua một chiếc iPhone mới làm quà cho người yêu phương xa. Được đà lấn tới, cô ta nhiều lần mở lời ngon ngọt moi tiền từ phía ông Diêu, tính đến thời điểm hiện tại ông Diêu đã chuyển cho cô ta khoảng 2,6 vạn gần 70 triệu đồng. Hẹn hò vĩ tay với nhau suốt 2 năm qua, ông Diêu luôn sợ muốn bắt gặp cô và ngỏ dự định cưới cô làm vợ. Nhưng cô đột nhiên mặt tâm không liên lạc được, lúc này ông mới đến đồn công an báo án. Qua điều tra cảnh sát phát hiện, thực tế không hề tồn tại bất cứ người thiếu phụ nào tên Dư Lệ Quân mà tổng thể sự việc từ đầu đến cuối đều do chính người hàng buôn bán họ Dư tự biên tự diễn. Được biết nữ quái họ Dư, 37 tuổi đã có gia đình và hai người con trai. Chồng cô ta Anh Quách vì tính chất công việc xây dựng nên tầm thường xuyên đi Malaysia công tác dài ngày, tiền lương một tháng khoảng 2-3 vạn 60-90 triệu đồng, tháng nào cũng gửi tiền về cho vợ. Vì chồng tầm thường xuyên xa nhà ở một mình, muốn lên mạng tìm một người đại trượng phu vĩ tai, nên cô ta mới nghĩ ra vở kịch này. Người thiếu phụ này khai, thủ đầu cô chỉ kết bạn với dự định giải khuây, ai ngờ ông Diêu lại chủ động gửi tiền cho mình, nên cô chỉ thuận nước đẩy thuyền, kế tiếp lừa tiền ông Diêu. Hiện đối tượng đã bị cảnh sát nhốt kế tiếp thẩm vấn điều tra. Theo CNN.